Việt Nam. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 đang chuẩn bị được diễn ra và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước chuẩn bị đầu tiên cho giải đấu lần này. Chọn chuyến bay sớm nhất trong ngày để có mặt tại Đà Nẵng vào lúc 7 giờ 20 sáng. Việc phải dậy sớm hơn thường lệ khiến các thành viên khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên vấn đề này cũng đã được tiên liệu từ trước. Mục đích lớn nhất mà ban huấn luyện mong muốn là đến Quảng Nam sớm để quá trình tập luyện không bị đứt đoạn. Bên cạnh đó, các vận động viên có thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu cũng như ổn định tâm lý trước khi bước vào giải. Chuyến bay nói chung về cơ bản là cũng hơi vất vả vì cũng thời tiết cũng xấu. Nhưng mà giống như từ bắt đầu từ lúc chuẩn bị từ trung tâm huấn luyện quốc gia đến đây này còn có vào đây còn 3 ngày thì các em về tinh thần mình nghĩ là rất là tốt. Nên là các em cũng rất là háo hức, có rất nhiều em trẻ thì lần đầu tiên tham dự VV nên là có vẻ rất ngạc nhiên với sự đón tiếp tại Quảng Nam. Thu Hoài và một số vận động viên trong đội đã từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên với sự tiếp đón chu đáo của ban tổ chức giải đấu. Thấy rất là hồi hộp trước cái giải đấu này. Phải di chuyển sớm thì khá là mệt mỏi nhưng mà em cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là ban tổ chức rất là chu đáo và chuẩn bị cho bọn em xe rồi cả cảnh sát dẫn đường. Tiêu chí của ban tổ chức VTV Cúp Tôn Hoa Sen là dành những điều tốt nhất có thể cho các vận động viên và hẳn những ấn tượng đẹp mà Thu Hoài cùng các đồng đội có được sẽ là động lực giúp các cô gái của chúng ta thi đấu với tinh thần cống hiến cao hơn trong những ngày tranh tài sắp diễn ra. Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng nay